Hình ảnh này được ghi lại tại tuyến đường Hồ Chí Minh Nhánh Đông, đoạn qua địa bàn huyện Bố Trạch. Một chiếc xe ô tô tải có gắn cầu đang chở nhiều cây xanh. Chiều cao của các cây này vượt rất nhiều so với chiều cao của thành thùng xe. Thậm chí, khi xe di chuyển, các cây xanh này còn suýt bị vướng vào đường dây điện băng ngang qua đường. Chưa nói đến việc người điều khiển phương tiện nói trên có thể bị lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt. Việc chở hàng như vậy có thể dẫn đến va quyệt hay những tai nạn giao thông bất ngờ khác.